tắm nha. À, tắm nha. Tắm chứ. Cứ đi ba cởi áo á. Cởi áo cho em á. Hả? Cứ đi cởi áo cho em được không? Rồi. Bị sâu nè con này, bắp sâu là bắp sạch đấy, ít công chút đấy. Tôi biết lại lấy cái chai cho ba, cầm nó cho ba, cầm lại đây. Ơi, cảm ơn cô Vi nhiều lắm. Đi vào chơi xe điện. Hello xe điện. Hello. À, xe điện làm gì á? Ừ, xe điện đang làm chơi á. Cô Vi vào thăm xe điện mà. Lại không lại thăm xe điện à? Không. Không có lại nói chuyện với xe điện hả? Không lại nói chuyện với xe điện gì hết á ha. Ừ. À, chị cô Vi mắc cười đó ha. Vào thăm với Siri mà không nói chuyện gì hết á. Ê. À, bực mình quá. Để ba gọi cô Vi lại nha. Nha. À, ba gọi chị cô Vi lại nha. Rồi, cô Vi ơi. Cô Vi. Cô Vi lại đây nào. Nè, thấy không? Thấy cô Bi trong đây không? Ý, nè, nè. Nè, cô Bi nè. À đây. À trong cái này nè. Không được cắn nha, cắn là không trang trí được đâu. Bên kia nữa, lấy hết cho mẹ đi. Rồi, giỏi. Nữa. Lấy hết đây. Ok. Bên kia nữa, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Còn một cái cuối cùng, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Giỏi quá. Nhìn vào đây, nhìn vào đây. Ý, ba mẹ con đó chứ. Đây. Ý, nhìn dễ thương đấy. Đây, mẹ lưu lại đây nha. Rồi, tiếp tục. Đây, mẹ tìm coi nào. Đây, mẹ chọn cái này nha. Ý. Thank you.
Vi còn ngoan lắm, để mẹ pha nước tắm với em nha. Đi bắt cái gì á? Cô bắt được cái gì à? Hả? Đi đâu rồi? Con nói đi đâu rồi? Xem có gì ăn không nào, xem mà có cái gì ăn không. Ngồi thế à hả? Cùng mở ra một cái hộp cho mẹ nào. Ôi, cắp hộp của mẹ đi đâu? Mang lại cho mẹ nào, con đi nào, đi lên. Chả chịu phụ mẹ gì cả. Lấy cho mẹ cái quả ớt con nào. Đây này, lấy cái này nè, đi lên. Mang lại cho mẹ, đi đây. Đi đây cho mẹ, đi lên. Bỏ vào đây nha, rồi lấy cà rốt nha lên. Rồi, ok, đi đây, cà rốt kia nữa. Giỏi quá. Rồi, hành tây nha lên. Nâng lên, nâng hành tay lên, đúng rồi, giỏi. Đi, hai chân nào, chân hai chân Cô Bi đâu, đi, đúng rồi, đi. Ừ, đúng rồi, đi đây. Ý, đi đây, đi đây, cho mày mở tủ lạnh nha. Ý, thật lần này nha mẹ.